Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha tất cả anh chị. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một miếng đất có diện tích là 6.300m² nha tất cả anh chị. Thì lô đất này có mặt tiền lộ nhựa nha tất cả anh chị. Lộ nhựa này xe du lịch 16 chỗ, xe tải đồ đó vô vi vu luôn nha. Từ cột mốc ranh có sẵn hết nha tất cả anh chị. Thì ngang mặt tiền nó là 31m nhân vô 225m nha tất cả anh chị. Thì lô đất này thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Cách trạm dừng chân điểm hẹn Mỹ Tho là khoảng 4,1 km theo đường trên bay nha tất cả anh chị. Còn cách ngay chỗ ủy ban nhân dân xã Tân Lý Đông là khoảng 2 km thôi nha tất cả anh chị. Còn khu công nghiệp Long Giang là khoảng 2,6 km nha tất cả anh chị, cũng rất là gần thôi nha. Còn các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu số lô đất này thì từ Nguyễn Văn Linh á, Nguyễn Văn Linh các anh chị đi theo cao tốc về xuống ngay chỗ điểm hẹn dừng chân ngay chỗ Mỹ Tho nha tất cả anh chị. Thì tới đất luôn chạng cỡ 45 km thôi nha tất cả anh chị. Rất là gần nha, mình đi cao tốc là rất là nhanh luôn đó. Thì xung quanh thì lô đất có múc cái bờ. Thì đất này có diện tích là 6.300m². Và em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Với diện tích 6.300m², với mặt tiền là 31m nhân vô 225m nha tất cả anh chị. Thì chủ bán với giá là 1.000m² là 1 tỷ nha tất cả anh chị. 1.000m² là 1 tỷ. Thì mình cứ đo đạt theo diện tích thực tế của tài nguyên môi trường thì cứ 1.000m² là 1 tỷ. Những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha tất cả anh chị. Thì mình đo đạt theo tài nguyên môi trường á, thì các anh chị nào thiện chí á, thì mình sẽ gặp chủ nha. Đất bên em đều là sản phẩm chính chủ hết, thì ai đứng tên đất là mình gặp ngay người đó nha tất cả anh chị. Đây là mặt tiền đường của lô đất nè, đường nhỏ nha tất cả anh chị, kế bên có đám lúa luôn đó. Thì từ ngay chỗ vị trí lô đất cách xã Tân Lý Đông là chỉ có 2 km thôi nha tất cả anh chị. Khu công nghiệp Long Giang là khoảng 2,6 km thôi nha. Từ Sài Gòn về với tới đất thì khoảng 45 km nha tất cả anh chị, đi theo cao tốc nha. Thì trước lô đất có một cái con kênh rộng khoảng, con kênh này rộng khoảng 9m nha tất cả anh chị, 9m. Xung quanh thì cũng có nhà ở rất là nhiều nha. Và các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình thì các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828367167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Và em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Nói chung thì mặt tiền thì 31m nhân vô 225m, sản phẩm như thế này cũng tạm thời là ok nha. Còn về giá cả thì các anh chị sẽ gặp được chính chủ nha. 1.000m² là 1 tỷ đồng nha tất cả anh chị. Thì 6.300m² thì mình đo đạt ra đúng cái diện tích 6.300m² thì mình cứ 1.000m² là 1 tỷ thôi. Đất kế bên là trồng lúa nha. Thì thích hợp cho các anh chị nào á, mình mua mình để dành xây nhà trọ cũng được. Khu này thì nó cách khu công nghiệp Long Giang đó. Mình xây nhà trọ đồ cũng ok. Thì các anh chị cảm thấy sản phẩm này ưng ý thì cứ alo qua anh em nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha. Các anh chị
Các anh chị cứ liên hệ qua anh em thì anh em sẽ cố gắng tìm kiếm những sản phẩm phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Thì lô đất này có hướng là hướng Tây nha tất cả anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Tây á, mình mua sở hữu là ok luôn. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Ngang là 31m nhân vô 225m nha tất cả anh chị. Lô đất cũng như thế này là cũng tương đối đẹp nha tất cả anh chị. Cách khu công nghiệp Long Giang chỉ có 2,6 km thôi nha. Cách Ủy ban Nhân dân Tân Lý Đông là khoảng 2 km nha tất cả anh chị. Xung quanh thì nhà cửa người dân ở cũng nhiều. Nói chung là thích hợp anh chị nào mua để đó hoặc làm xây dãy nhà trọ ha. Từ từ mình xây thêm nha, cũng hợp lý nha. Rồi trên màn hình tất cả anh chị là hướng Tây nha. Hướng của lô đất đó. Thì mỗi video em đều đánh số mã số video hết nha tất cả anh chị. Trước video đều có mã số. Thì các anh chị cảm thấy ưng ý sản phẩm nào á thì nhớ alo qua bên em, báo về mã số video để em kiểm tra lại sản phẩm đó còn hay là đã bán nha tất cả anh chị. Và trước khi đi xem đất các anh chị nhớ alo qua bên em trước một ngày nha, để em sắp xếp lịch để cho anh chị xem đất và gặp được chính chủ nha. Cho nên tất cả anh chị, đây là cái khoảng cách từ vị trí lô đất tới điểm hẹn dừng chân của Mỹ Tho á, 4 km. Còn đây là theo đường chim bay về thành phố Hồ Chí Minh tới An Lạc là khoảng 41 km thôi. Nói chung đem đo theo đường thẳng cho nên nó cũng rất là gần. Mình đi theo cao tốc thì mình về tới đó cũng chạng chạng cỡ đó thôi nha tất cả chị, cỡ 45 km là tới rồi. Còn đây là cách Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Đông nha, chỉ có 2 km thôi nha tất cả anh chị. Rất là gần luôn, 2 km. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất tới khu công nghiệp Long Giang à, rất là gần luôn nha, 2,6 km. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha, để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.